Xin chào tất cả mọi người. Đã lâu rồi mình không quay video. Hôm nay thì xin được quay về chia sẻ cuộc sống của gia đình với tất cả mọi người. Mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Thì hôm nay mình vào bếp thì mình sẽ giới thiệu món ăn của nhà mình hôm nay. Đó là món gà chiên nước mắm. Nguyên liệu của nó thì đây là gia vị thì mình đã chuẩn bị là có hành, tỏi, đây là gừng, nghệ, sả và quả tiêu tiêu xanh, và chuẩn bị con gà. Gà này hơn 1 cân. Đây là gà nhà mình nuôi các bạn. Mình sẽ vào bếp và làm món gà này nhé. Các bạn cùng theo dõi. Đây không phải là chương trình dạy nấu ăn các bạn. Đây là mình chia sẻ những video về cuộc sống thường ngày của gia đình. Rồi chúng ta cho nước trắng vào.
Ta cho một muỗng hạt nêm. Cho đường. Đường này thì tùy theo chúng ta, tùy theo gia đình khẩu vị. Hạt tiêu đã xanh. Gừng chúng ta đã xay đã ấy này, chúng ta đã thái này. Tỏi này. Sả. Món này đúng là chúng ta phải có bột. Bột hạt điều, nhưng mà chúng ta không có thì mình thay thế bằng nghệ. Cái này là không phải là bột nghệ nữa mà đây là nghệ. Nghệ thay bột điều là chủ yếu là để lấy màu cho gà thôi. Khi một tí nữa chúng ta cho gà vào lấy màu. Ta bỏ ít hạt tiêu xanh. Bây giờ chúng ta bỏ nước mắm. Nước mắm thì tùy các bạn, gia đình các bạn ăn nước mắm gì ấy. Ở đây thì mình dùng nước mắm mắm nhà làm thì mình sẽ bỏ ít thôi. Mình sẽ bỏ trước 3 thìa. Rồi mà chúng ta đã thấy là nó đã có màu sắc đẹp hơn này. Nước trắng chúng ta không có thì chúng ta nước trắng á là do mình không có nước dừa thôi. Còn nếu mình thay nước trắng bằng nước dừa thì nó ngon hơn các bạn, ngọt hơn. Rồi mình sẽ bỏ thêm một muỗng tương ớt nhé để tạo độ sánh. Tương ớt làm này thì không cay đâu. Còn gà con mình cho thêm một tí nữa. Rồi chúng ta bắt đầu bỏ gà vào để chúng ta chiên các bạn. Đây. Rồi ta bỏ chúng ta chiên. Chúng ta úp vung lại hết. Chúng ta đậy vung lại để cho nó kín. Rồi khi chúng ta bỏ gà vào rồi thì chúng ta bắt đầu là chúng ta từ cái nước này, sau đó chúng ta vặn nhỏ bếp lại, chúng ta niu riu, chúng ta nhỏ bếp lại. Rồi cứ như thế chúng ta riu trong khoảng 15 phút sau đó, chúng ta sẽ đảo lại gà nha các bạn.
Rồi chúng ta được khoảng 15 phút rồi. Bây giờ sẽ chờ lại gà nhé. Chờ mặt cho gà. Đây. Các bạn nhìn thấy mặt dưới của nó có cái màu của nghệ là màu nó rất là vàng. Nước chúng ta đã thấy nó sánh hơn này. Nước nó rất là sánh. Rồi, chúng ta để cho 15 phút nữa chúng ta kiểm tra lại. Rồi được 15 phút rồi, bây giờ chúng ta kiểm tra lại gà các bạn. Chúng ta lật lại các kiểm tra. Rồi chín rồi, gà chín rồi các bạn, gà chín rồi, nhưng mà bây giờ là tùy theo chúng ta nha. Chúng ta muốn để cái nước này nó sánh lại hơn, nó đặc lại hơn một chút nữa thì chúng ta để, còn nếu không thì chúng ta có thể vớt ra được rồi. Mình thì mình muốn để cho cái nước này nó sánh hơn một chút nữa, nó đặc lại hơn một chút nữa, mình để thêm một chút nữa nhé. Thì bên này thì mình đã nấu xong canh rồi. Này thì có hai món canh thì mình nấu đầu gà với nhá, lòng mề. Xong rồi tắt bếp bỏ hành. Cái này mình nấu với khoai khoai lang để cho mấy bạn khó tiêu hóa dễ ăn, ăn dễ tiêu hóa. Mời các bạn chuẩn bị ăn cơm nha. Mình đây các bạn nhìn gà, da gà rất là có bóng nha, rất là bóng. Mình muốn để cho cái nước này nó đặc một, mình muốn để này cái nước này cho nó đặc thì các bạn nhìn nước nó đặc, nó sánh, nó đang đặc lại đây, nó khô lại, đọng lại, sánh lại, nước sánh lại. Rồi gà được rồi các bạn, bây giờ mình lấy ra này. Tắt bếp lấy ra. Oh, rất ngon và rất là vàng nhé. Rồi chúng ta sẽ có một chén nước súp nha. Chúng ta có một chén nước súp. Mình đổ ra đây luôn. Rồi, bây giờ là mình đã có gà chiên nước mắm, một chén nước súp, nước chấm ạ. Rồi bây giờ mình sẽ tắt máy để mình cắt gà đấy nha. Xin mời các bạn dùng cơm với nhà mình nha. Hôm nay chúng ta sẽ ăn cơm với gà chiên nước mắm. Xin mời các bạn nhìn nè, gà đây, gà mình chiên đây. Rất là vàng, mình cắt thành mâm cơm hôm nay gồm có gà chiên nước mắm này và gà mình nấu với khoai lang. Xin mời mọi người. Nước súp đây là mình lấy từ nước súp chiên gà luôn nhé. Rồi
bạn à, bạn ăn tiết gà ngon không con? Ngon. Ngon. Thôi xúc đi. Ngon quá. Bạn rất hợp tác. Với cơm này con. Gà chiên nước mắm này các bạn ăn với cơm gạo tám nhé. Xin mời các bạn ăn cơm gạo tám. Rất là ngon. Gà ăn với cơm trắng là ngon. Bác ăn thử cho ngon con. Chuối á? Thử nhá. Thế nào? Mặn hay nhạt? Ngon nhưng mà mặn hay vừa ăn chưa? Vừa ăn rồi. Không thì chấm với nước sốt này. Rồi xin mời mọi người một miếng nha, mình thử một miếng ra. Phao câu đi cho sướng. Đây xin mời các bạn nha. Gà rất mềm. Rất ngon. Anh thử với gạo trắng. Anh thử với gạo trắng nhé. Miếng gà. Nhìn miếng gà rất là vàng. Ngon các bạn, béo. Ngon lắm, rất là hợp. Món ăn này rất là đơn giản. Bạn có thể làm cho gia đình mình ăn vào những ngày mưa này, mưa đâm đâm này, ăn rất là ngon. Các bạn là xem video của mình nhớ like và chia sẻ và nhớ đăng ký kênh của mình nhé. Con đến ăn đi con, nhanh. Mau. Dạ vâng. Đến đây. Đến đây, đến đây. Dạ. Đến đây, nhanh, ngồi đi. Ngon.
Assalamualaikum.